Cách đây không lâu, một loài nấm trong Minecraft đã phát triển và bắt đầu ký sinh vào cơ thể của vật chủ. Vật chủ sẽ bị mất kiểm soát và điên cuồng lây nhiễm nấm ký sinh, rồi từ đó phát triển thành những cá thể cao cấp hơn với sức mạnh tăng gấp đôi và tất nhiên khả năng lây lan cũng sẽ tăng theo. Thế là nguồn cơn của một đại dịch kinh khủng đã bắt đầu. Liệu rằng Lộc có thể sinh tồn và sống sót như thế nào? Lộc có thể đẩy lùi được đại dịch hay sẽ bị quân đoàn nấm ký sinh bao vây và sơi tái? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong hành trình Đại dịch nấm ký sinh. Mới vào mình đã xuất hiện ở một cái căn hầm trú ẩn hay sao các bạn ơi? Bốn bức tường xung quanh, ở đây có cái cửa và phía bên kia còn có rương luôn. Ngon vậy. Vậy là mới vô mình đã không lo về việc giường ngủ rồi đó các bạn. Phía đằng này thì còn có thêm một cái bàn chế tạo nè. Điểm á, còn gì khác không? Ôi, trong rương thì yêu được một ít khoai tây, rồi một cái cây cuốc nhưng mà nó bị nát nhừ hết rồi các bạn à. Hay có khúc xương nè. Cái này chắc ngồi mình đi kiếm một em sói nào đó ha. Ủa sao đây lại có đá củi ta? Có lẽ nào? Ồ, đây là lối ra các bạn ơi. Wow, phải không vậy? Chuẩn luôn. Nhưng mà khoan, sao nãy giờ mình nghe tiếng bom nổ đùng đùng vậy trời? Ủa đại dịch nấm ký sinh mà có ai liên quan đốt pháo vậy? À không, tiếng đó giống hơn, giống tiếng bom hơn các bạn ơi. Thôi. Lên trên trước thấm thính tình hình cái đã. Đó, vẫn còn nổ đùng đùng nữa cơ. Không biết là phía trên mình là khu vực gì đây. Ê, sao mình đang nghĩ tới một kịch bản tồi tệ nhất các bạn, là nơi mình xuất hiện sẽ là căn cứ của cả đám quái vật luôn á. À không, không phải. Nhưng mà xung quanh mình hình như cũng không có dấu hiệu sự sống nhiều lắm các bạn ơi. Không có làng mạc gì hết. Và cái cúp này mình có thể dùng để đào than á. Nói chung là cũng ok la đấy chứ. Mình sẽ lấy trước tầm đâu đó 2 cục than để có cái tí mình nấu đồ ăn ha. Sau đó thì mình sẽ lấy thêm một ít đá cội. Mình nâng cấp lên thời kỳ đồ đá đi. Và đầu tiên trong này chắc mình sẽ ưu tiên là cây kiếm, với cả là một cái cây cúp ha. Ừ, trong đây là kiếm rất là quan trọng nha. Không có kiếm là mình khó lòng mà sống sót lắm các bạn ơi. Ui, bên đây có cây nữa nè. Được, qua đó mình chặt cây cái luôn đi. Mình sẽ lấy đâu đó tầm 3 khúc gỗ đi là vừa. Sau đó thì lập tức chế tạo những thứ mà hồi nãy mình vừa nói ha. Một cúp và một kiếm. Ok, giờ thì có cúp đá rồi nên là mình đào nó cũng nhanh hơn rồi ha. Khá tiện, thôi đầu tư thêm một cái cây rìu luôn đi các bạn ơi. Để xíu cái gì mình đi chặt cây nó cũng có tốc độ nhanh hơn á. Ok luôn nha. Đây, với cả là chặt luôn cái cây này nhìn cho nó đỡ ngứa mắt á. Rồi, xong phim. Nhưng mà không biết là gần cái chỗ này có làng không ta? Hồi nãy mình thấy á, kế cái chỗ hầm trú ẩn, mình có gặp một cái công trình mà không biết là trong đó có dân làng hay không nè. Chắc bây giờ mình phải quay trở lại đó kiểm tra thử một cái các bạn ạ. Nhìn là giống lắm. Có cửa luôn kìa. Wow, xa xa còn có những ngôi nhà nhưng mà các bạn cũng thấy rồi đó. Hầu hết nó đều bị bỏ hoang vì cái đại dịch nấm ký sinh kia. Rất là căng á. Ui, ở đây có xác luôn nè. Im, lấy xác luôn. Mặc dù không nhiều lắm. Hello, khỏe không anh bạn? Nhìn anh bạn là thấy không khỏe rồi đó. Tôi chạy trước đây. Nó thấy mình rồi các bạn ơi. Ủa trong đây làm gì đèn chớp chớp vậy? Oh my gosh. Ui, mình vừa mới kích hoạt cái cảnh báo vậy á. Thôi, đừng có kêu nữa. Bọn zombie bị nhiễm cái sinh nấm nó chạy lên đây bây giờ. Ok, tắt rồi các bạn ơi. Yêu, trong đây là một cái khu vực mà những nhà khoa học, nhà bác học các thứ đều bị bọn zombie kia nó sát hại các bạn ơi. Bọn zombie bị nhiễm cái sinh nấm á. Kinh đi chứ. Ok, nhưng mà trong đây còn sót một vài cái rương á. Sách các thứ đâu nè. Có kim cương luôn. What? Ê, có búa địa ngục nữa. Mình xin. Ê, cũng được nha. Còn sót được một viên kim cương chứ đâu có ít. À không, ít thiệt. Bên này thì trời, heo bò gì nó cũng bị sát hại nữa kìa. Ôi, chỗ này dã man quá các bạn ơi. Mình nên chạy lẹ. Với lại cái bọn hồi nãy nó mới thấy mình thì sao á. Ở đây còn có máy tính đâu nữa nè. Mình có thể lấy được luôn. À, trong này còn có
một cái gậy đánh gôn. Wow. Ui, bây giờ chắc cái này làm vũ khí thôi chứ đánh gôn gì tầm này nữa. Trong tủ lạnh thì có một ít cái táo bị thối rữa đâu nè. Ê, có miếng thịt heo chắc được á. Mình xin đi. Hết rồi. Trời, đi lọt xuống đây nữa chứ. Để mình nghiêu qua đây thử coi. Kìa. Nó đang định lần mò lên đây sao vậy? Ê, một tên cướp dân làng bị nhiễm nấm ký sinh các bạn ơi. Định làm gì? Khô máu như người luôn. Ây da, coi xong rồi. Mình bị nó lây nhiễm rồi. Ok, không sao. Hiệu ứng đó không có làm mình ngậm khu tỏi các bạn ơi. Vậy thì tốt. Thôi, chuồn lẹ. Trong đó mình thấy nguyên một cái hang ổ của bọn cướp dân làng bị nhiễm nấm ký sinh luôn á. Ôi, ở đây còn có một cái lều bị bỏ hoang nữa nè. Ê, còn có một đống thịt luôn nha. Ê, đã vậy. Mình tranh thủ mình lấy đi. Tơ nhện nè, lấy luôn. Xin hết. Tầm này là có gì giá trị là mình lượm hết, không giá trị thì cũng lượm luôn. Bên này là nhà của ai vậy? Nhưng mà như trong đó vẫn còn những cái thùng các bạn ơi. Tiếp tục là quá trời những cái mạng nhện nè. Chắc tại bị bỏ hoang lâu quá rồi á. Trong này thì sao? Ui, không có gì hết. Chắc qua nhà cái bên đi. Chắc là hàng xóm với nhau á. Mạng nhện đúng không? Chuẩn luôn nè. Thôi, ít ra có cái lò này. Mình lấy cái lò này cũng được các bạn. Để dành có gì mình nấu thịt lên cho nó nhanh ha. Ui, trên này có cái giường nữa nè. Và cái thùng bên trong thì... Yêu. Cũng toàn là mạng nhện thôi. Sẵn tiện có cái giường chắc mình ngủ qua đêm luôn ha. Ủa, có gì? Có cái vật gần đây không cho mình ngủ hả? Ủa, có con nào đâu? Cái gì vậy? Ê, không vui nha. Đêm hôm khuya khoắt không cho mình ngủ. Ngày đầu tiên có cái giường mà không được ngủ là buồn lắm luôn á. Ở xa xa có cái nhà của ai kìa. Mà bạn nào có nhu cầu mà Roblox, Lovefruit hay là Unitelet thì có thể ghé vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Thôi chui vô trong rỡ đi. Ê, bọn chúng tới rồi. Ây da. Trời ơi, cái nhà này bị hở. Reaper nổ nữa. Cái quần đùi gì vậy? No. Tốt nhất bây giờ mình nên ăn uống. Rồi cố sức mà chạy các bạn ơi. Bọn chúng tới nơi rồi. Những con Reaper nó liên tục phát nổ các bạn ơi. Ngoài này có con gì nữa nè. Hả? Một giống zombie bị nhiễm nấm ký sinh mới các bạn ơi. Mẹn đấy coi. Không ổn rồi. Phù thủy nhiễm nấm ký sinh. Còn cầm kiếm rồi, cầm khiên đâu nữa kìa. Toàn rồi. Tầm này lạnh ít dữ nhiều rồi các bạn ơi. Ủa, nó nổ nữa kìa. Thôi. Mình xuống lòng đất đây, mình không ở trên. Không ở trên này nữa đâu. Mình thấy có điểm rồi. Ui dồi. Bây giờ xuống dưới mà gặp nguyên một cái hang mà toàn zombie với lại những con quái vật nhiễm nấm ký sinh đó thì chắc đi lên lại quá. Sợ thế. Mà cũng cay cái chỗ là rõ ràng. Ủa, cái gì vậy? Ê, cái thông báo gì vậy? Quay, bình tĩnh mấy fan. Tôi chưa có mần ăn được cái gì hết mà. Cái gì mà áp lực vậy? Tính ra ngày đầu tiên luôn á. Ôi xong rồi. Đại dịch nấm ký sinh này nghe có vẻ không nguy hiểm nhưng mà thật sự thì rất là khắc nghiệt các bạn ơi. Ủa, dưới này có thang nữa nè. Ngon. Đang ngồi thang gặp được thang luôn các bạn. Hợp lý á. Chủ yếu có thang cái mình đem đi làm đuốc trong gì hết á. Tầm này không có đuốc là nguy hiểm lắm. Mà lạ thiệt nhờ. Rõ ràng có giường nhưng mà mình không thể ngủ được các bạn ơi. Lúc nào nó cũng có hiện cái thông báo là có zombie gần đây hết đó. Không lẽ trong thế giới đại dịch nấm ký sinh này mình không thể ngủ sao?
Như vậy là bắt buộc mình phải tận dụng tối đa cái khoảng thời gian ban ngày để đi khám phá đó. Rồi ban đêm lập tức về căn cứ liền các bạn, không thôi là xác định. Toàn như chơi. Nghĩ tới thôi rồi thấy tương lai chúng ta còn ăn hành dài dài rồi đó. Ồ, mình tới một khu vực hang. Ê, dưới này làm gì có đuốc nữa vậy? Ủa, có đèn lồng. What? Có ai ở đây không? Alo? Có gỗ nè. Ngon, lấy thêm gỗ luôn. Ủa? Ê, đừng nói đây là một cái ngôi làng. Đi xuống dưới lòng đất để tránh cái đại dịch này nha. Mình coi coi còn ai sống đây không. Ê, hình như cái thành phố này đã bị bỏ hoang rồi. Cây cỏ đồ nó mọc tùm hết rồi các bạn ơi. Ui, còn có đầu lâu xương sọ ở dưới nữa kìa. Đây là lá cờ của thành phố này hay sao nè. Ủa, dưới này còn có đường gì vậy? Ồ, có một cái đường cống các bạn ơi. Rồi cái cống này dẫn đi đâu vậy? Ê, lẹ 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 nha. Ui, sao giống như mình sắp. Oh no 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 no. À, nó dẫn qua tới một khu vực khác. Wow, đi xuyên qua cái chỗ này luôn. Không biết trong này còn gì không nhờ. Mình thấy cái thành phố này có vẻ bự lắm các bạn ơi. Ê, đáng để chúng ta khám phá nha. Cẩn thận coi chừng có bẫy. Có ai đây không? Vẫn không ngủ được nữa nè. Hình như đây là nhà ngục hay sao vậy? Ủa, sao nhìn kỹ lại giống nhà ngục nha. What the heck? Mà đỡ cái là dưới này không gặp những cái con quái vật bị nhiễm nấm ký sinh ha. Nên là cơ bản cũng khá là an toàn các bạn. Ui, ở đây còn có cái bục để giống như làm một cái nghi thức vậy nè các bạn. Hướng thẳng về cái khu vực phía trước ha. Yêu. Thấy ghê, thấy ghê. Thôi chắc mình khám phá nốt một vài cái ngôi nhà nữa rồi. Chúng ta đi chỗ khác các bạn ơi. Chứ ở chỗ này mình cũng cảm giác là hơi rén rén á. Chủ yếu là bây giờ mình đi tìm thêm khoáng sản các thứ rồi thôi. Nhưng mà cái khu này mình tìm thấy thì... Ôi, nó cũng có một ít khoáng sản nè. Nhưng mà cúp mình thì chưa đào được. Tại mình mới xài đồ đá thôi các bạn ơi. A few moments later. Đến giờ cũng lâu lắm rồi đó các bạn à. Không biết là trời sáng chưa nữa. Ôi, sáng rồi. Ngon. Không ở dưới lòng đất nữa đâu. Quá đủ rồi. Yêu. Trời ơi, mới sáng sớm lên mà nó lại tìm mình nữa rồi. Cái gì mà thù dai vậy? Thôi thôi thôi, chạy lẹ các bạn ơi. Phải tranh thủ tìm một nơi an toàn để sau này mình làm căn cứ thôi. Bắt buộc rồi đó. Nhưng mà trong này có vẻ là làng mạc hơi hiếm gặp nhờ. Nãy giờ đi mình không gặp một cái làng mạc nào luôn các bạn. Ủa, sao toàn gặp creeper không vậy? Mấy con này cực kỳ nguy hiểm luôn nha. Nó thích là nó nổ rồi các bạn ạ, nó không có theo cái quy luật gì luôn á. Ui, ở đây còn có mấy cái xà beng rồi nữa nè. Một cái chỗ radio. Ở đây thì có mấy cái túi cát thôi. Hết rồi. Trên này thì sao? Có cái gì giá trị không? Ui, mình thấy trong kia có cái tiềm năng lắm. Không biết là trong đó nó có chứa đồ không? Yêu, cái đó cần phải có cái cúp kim cương mới đập ra được các bạn ơi. Ôi, giống cái này giống như cái thùng trữ vũ khí gì đó. Mình thấy giống lắm các bạn ơi. Ừ, mai mốt mình có cúp kim cương, mình tìm mấy chỗ đó mình đập thử á. Biết đâu trong đó là dấu hàng nóng thì sao. Hả? Ê, cái gì vậy? Ủa? Những cây nấm. Những cây nấm mọc tùm. Hình như đây chính là mầm mắm của đại dịch nấm ký sinh này các bạn ạ. Không lọt đi đâu được. Rất là nhiều nấm xung quanh các bạn, để ý kìa. Muôn hình dạng trạng luôn. Ôi, còn có tiếng bơm nổ trong nữa. Cơ. Ê, mình không dám vô đâu các bạn ơi. Thằng ơi, con kia nó dặn động viên điện kinh đi sao mà nó chạy dữ vậy. Ê, thang máy nữa kìa. What the heck. Nhưng mà mình cũng hơi tò mò một xíu. Thôi xong rồi, nó nổ rồi. Oh no 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 no. Mẹ đứa ơi, cái con creeper khốn kiếp thì chứ. Không sao không sao, mình có cách khắc chế nó rồi, các bạn chỉ cần trèo lên cao một xíu thôi.
Wow, trong đây nhiều nấm ký sinh lắm các bạn ơi. Ây da, đụng vô những cái nấm này mình sẽ bị mất máu nha. Yêu. Ôi. Biết tới đây được rồi các bạn. Chứ tò mò quá là một hồi là toan đấy. Có điểm đấy. Wow, khu vực này rộng lớn lắm luôn á. À, chắc chắn rồi, bây giờ mình chưa có đủ sức để đi vô trong và khám phá các bạn. À, mình phát hiện rồi, đây chính là một cái bệnh viện. Chứ, từ một nơi cứu người nhưng mà nó đã bị xâm chiếm và biến thành như vậy nè. Rồi kia là một cây nấm hay sao vậy? Thánh thần ơi, khắc nghiệt thì chứ. Hên là mình gặp cái khu này vào ban ngày đó, chứ gặp ban đêm mình không biết cái kết cục của mình sẽ như thế nào luôn ấy. Kinh thiệt. Ây dùi. Thế nên mình càng phải lo cho bản thân nhiều hơn các bạn ơi. Tìm một khu vực để làm căn cứ trú ẩn càng sớm càng tốt thôi. Nãy giờ mình vẫn đi lông nhông mà chưa có khu vực để trú ẩn nè. Ủa, mấy cái này có chế được đồ không ta? Ồ, chế đồ được. Ê, vậy thì lụm. Lên trên tiếp. Cái chỗ này có vẻ cao ráo nè. Tiềm năng nha. Ui, có mấy cái đồ ăn vặt nữa kìa. Yêu. Trên này có một cái rìu. Ô, rìu lửa luôn nha. Ngon. Một ít cái những cái miếng lead blade. Sau này mình có thể dùng để chế tạo áo giáp đồ này các bạn. Một cục sắt. Ê, cục sắt thấy gì chứ quý với mình lắm nha. Hôm nay là mình chưa có nhiều sắt đâu. Trên này thì có một ít cái đồ khác nữa nè. Đây chắc chắn là đồ vũ khí rồi. Cái thùng chứa vũ khí rồi. Cái gì của quân đội nè các bạn. Thôi được. Từ từ có cúp kim cương mình khám phá mấy chỗ này lại. Không sao hết. Giờ thì đi tiếp thôi. Ê, hay là mình ra giữa hồ mình ở ta. Ừ ha. Giữa hồ bọn chúng sẽ mất thời gian bơi ra giữa hồ. Ê, trời ơi bên kia còn có khu vực nhà của ai nữa kìa. Tính ra mình tính đi vô luôn á. Nhưng mà khoan, mình muốn vô trong đây kiểm tra cái. Tại nãy mình lượm được một viên kim cương trong này các bạn. Ê, lần này thì không có rồi. Ui, vẫn có. À, vậy là mặc định những khu vực này sẽ cho mình kim cương nha. Ê, được ấy chứ. Mình được 2 viên kim cương rồi các bạn. Wow, một viên kim cương nữa thôi. Mình có thể chế được cúp kim cương. Rồi đập những cái khu vực hồi nãy ra. Ở đây có hầm trú ẩn nữa nè. Oh, wow. Ê, được vậy. Mình chưa có cái nơi ở. Chỗ này ổn là mình ở dưới này luôn á. Wow. Chỗ này mở ra sao? Ok. Đập cửa đi. Không mở được thì đập thôi các bạn. Đồ đá đỏ đâu không à. Không biết là nó có công tắc bí mật gì ở đây không nữa. Ui, đây chắc chắn là một căn hầm trú ẩn rồi. Có chỗ trồng trọt nè, chỗ nghỉ nè, chỗ mở cửa. Đi xuống tiếp à. Ủa, đây chỗ nãy mà. Ok. What the heck. Ôi, chỗ này rối quá hả. Tới lúc còn chạy mà nội nhớ hết mấy cái đường đi nước bước ở đây là nhiều khi là bị quái nó dí sắp mặt rồi các bạn ơi. Thôi, kiếm chỗ khác đi. Ok. Sao nhìn kỹ mình thấy cái nhà kia cũng ưng được á nha. Mặc dù là nó không có nằm hoàn toàn ở giữa cái hồ này, nhưng mà ít ra thì có vẻ là nó cũng ổn á các bạn ơi. Ui, không ổn các bạn ơi. Trong này có zombie bị nhiễm nấm ký sinh. Một đống luôn chứ không phải là một con nữa. Ui, không ổn rồi. Mình phải tiêu diệt bọn chúng thôi. Một con nè. À quên, mình phải ăn vô nữa. Hồi phục lẹ mới được. Giờ mới có tình huống nguy hiểm thì còn sống sót được ha. Làm liều luôn. Bước lại đây. Ok, mình có cái góc này có vẻ là có thể dùng để chiến đấu với bọn chúng được các bạn. Còn một con bắn nữa. Hình như là cái con cướp dân làng. Đúng không? Chuẩn luôn rồi. À không, đây là con zombie chết đuối. Wow. Nguy hiểm vậy. Ok, mình đã tiêu diệt được nó rồi. What the heck.
chiều, hình như trời cũng sắp tối rồi các bạn ơi. Mình không muốn trời tối một xíu nào luôn. Ơi, có lon soda nè, uống lon soda đi. Trong rương thì hết đồ rồi. Ê, có cái nào cho tôi ngủ được không? Nghĩ tới cảnh tức đêm là mình thấy toan rồi đó các bạn ơi. Mình sẽ thử tìm cách để chúng ta leo lên cao thì cao ha. Không biết lên cao có an toàn hay không nữa. Tạm thời thì mình thấy xung quanh đây không có zombie bị nhiễm nấm ký sinh nè. Nếu mà an toàn thì đi xuống tiếp. Kiếm thêm sắt coi. Nãy giờ vẫn chưa làm được cái cúp sắt nữa, cây thiệt chứ. Thiệt tình á, không có gặp sắt các bạn ơi. Cái này không đập ra được. Hôm nay thì sao? Trời ơi, có chai vodka nữa, uống vô có xỉn không vậy? Thôi, xỉn nhiều khi đỡ sợ hơn các bạn. Ok, hình như mình cũng hơi lân lân rồi đó. Ôi dồi, xanh lè mặt mày rồi, như sắp uể hay sao rồi, sắp gặp chị uể hay sao rồi. Ê, quên, trời, nãy giờ không đóng cửa. À không, không cần đóng cửa đâu các bạn, Ripper nó giúp mình rồi. Màn đất ơi, Ripper. Nữa cơ. Đó các bạn thấy Ripper nó khủng khiếp không? Ôi, ở đây có cái nhà dưới nước nè. Chùi xuống đây luôn các bạn ơi. Xuống dưới đây mà nó tìm mình nữa thì chịu luôn á. Trời ơi, khổ tới mức mà phải chui xuống dưới nước mà ở luôn là hiểu rồi. Ủa, ví dụ mà bị dí thì chạy đường nào ta? Ừ nha, mình cũng tính đường chạy cho mình đó chứ. Ủa, nó nổ trên đầu mình. Ê, không ổn rồi, trời ơi, coi nó nhảy kìa. No. Cái gì vậy? Trời ơi, con zombie mà còn... À, dân làng chứ. Dân làng còn được hồi phục nữa. Ui, hên quá. Mình né kịp các bạn ơi. Yêu. No, sao nhện nhảy được không à? Áp lực từ quá là nhiều hướng luôn á. Thiết nghĩ chắc chúng ta nên dùng chiến thuật cũ đó các bạn ơi. Chứ ở đây một hồi kiểu gì cũng bị thất thủ tiếp cho mà coi. Đó, nó nổ ngay trên đầu rồi đó. Mình đi xuống dưới hang tiếp đây. Làm thêm một cây cúp mới đi. Cây cúp đá cũ của mình nó hư mất tiêu rồi. À giờ không biết dưới này có cái hang nào không nữa. Mình đào ít sắt các bạn ơi. Hồi nãy giờ chưa thấy thêm sắt luôn á. Sinh tồn đã khó rồi, tìm khoáng sản còn khó hơn nữa. Mình thấy sắt rồi. Ê. Trời. What, bên kia còn có con gì nữa kìa. Và dưới này là một cái người kiểu như là mặc cái bộ đồ hazmat các bạn. Bị lây nhiễm nè. Biến thành zombie mất tiêu rồi. Yêu. Phía bên kia còn có cái con gì nữa. Mình không dám lại gần nó đâu. Nhớ có chuyện gì là đi luôn á. Thôi ở đây lo đào sắt đi. Cuối cùng mình cũng đã gặp thêm sắt rồi các bạn. Mình sắp lên đời rồi. Vừa đào vừa để ý nó mới được. Tính ra một góc thôi á, mà nãy giờ cũng được khơ khớ sắt rồi. Được bao nhiêu ta? 14 rồi. Yeah. Ráng đi. Nhiều hơn nữa thì mình có thể làm được một cái set giáp các bạn. Ít ra có giáp á, mặc dù có bị dí thì cũng sẽ tăng cái khả năng chống chịu của mình lên được á. Ồ, bên đây còn có đường khác nữa nè. Lại có sắt. Wow. Oh. Ê. Zombie đúng không? Chứ không phải Herobrine đúng không? Ê, đừng có dọa vậy nha. Không có vui đâu. Bên đây ít sắt vậy. Qua đây coi. Hình như đó là zombie các bạn ơi, chứ không phải Herobrine đâu. Herobrine mà mình nhìn thẳng mặt vậy là nãy giờ bụp mình rồi. Còn cười tủm tỉm nữa kìa. Ghét vậy. Lợi sử luôn. Đúng không? Đây là Runner. À, người chạy nè. Ê, có Axolotl nữa kìa. Wow. Mặc dù ở trong thế giới zombie loạn lạc như vậy, nhưng mà vẫn có những nhóc Axolotl cute dưới hang chơi với mình các bạn ơi. Cũng đỡ áp lực một xíu ha. Ôi trời, nước tràn vào đây à. Ok, giờ thì chắc đi nấu sắt được rồi đó. Nãy giờ mình đào cũng hơi bị nhiều sắt rồi đó các bạn ơi. Rồi, đặt cái lò nung xuống ngay
chỗ này luôn nha. Chưa, để mình làm lò nung trước cái đã. Đây, một cái. Đặt xuống chỗ này. Than thì mình có sẵn nè. Ê, cái gì chọi vậy? À, phù thủy. Ui, đây phù thủy thường các bạn ơi. Không sao, không sao. Tưởng đâu phù thủy mà bị nhiễm nấm ký sinh thì mới sợ. Hy vọng là bà không mò qua đây được. Mình sẽ đào sắt tiếp các bạn. Kệ bà đi. Cái gì quan trọng mình ưu tiên á. Rồi, đây có sắt rồi nè. Ba sắt hả? Thôi làm trước cái xô đi ha. Thấy gì chứ cái xô trong đây cũng quan trọng lắm đó các bạn ạ. Nó sẽ cứu cho mình trong những cái pha mình nhảy từ trên cao xuống á. Sẵn tiện nghía xung quanh đây coi. Có kim cương không? Biết đâu bất ngờ. Chỗ này cũng thấp thấp rồi nè. Lớ ngớ gặp kim cương đó nghe. Ở dưới còn sâu lắm các bạn ơi. Nhưng mà hiện tại mình đang nấu sắt ở đây nên là mình cũng chưa dám đi quá xa ha. Lạc cái là nghèo luôn á. Mất hết sắt nãy giờ á. Ê ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Thôi thôi thôi, đừng có lấy, đừng có lấy. Đừng có lấy. Ây da, mình dính độc thôi. Áo, bào thủy này. Chơi mà chỗ tôi độc, chơi mà. Hả, lây nhiễm thành công rồi. Oh no. Không ổn rồi, không ổn rồi. Bỏ của chạy lấy người thôi. Yêu yêu. Thiệt tình luôn á. Cái điều mình sợ nhất đã diễn ra rồi. Chạy hướng nào vậy ta? Hướng này, hướng này, hướng này đi. Lẹ 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 lẹ. Ủa, có dí chưa vậy? Ê, chưa dí thì mình còn quay lại đào sắt được á. Đây còn hai sắt nè. Bỏ uống các bạn ơi. Ok ok. Xong phim. Giờ mới chính thức là chạy nè. Trời còn sáng nữa chứ. Hả? Ơi, ngay trên đầu mình có cái con gì kìa. Thôi không lên luôn, ở dưới này luôn. Giận rồi. Chơi mà hở hở cái là canh me canh chua úp sọt người ta hả? Làm thêm cái lò nung mới coi. Nấu thêm sắt các bạn, nãy đang nấu dang dở. Ủa nãy mình có kịp lấy than không vậy? Ủa thôi xong rồi, mình không kịp lấy than rồi. Mình gấp chạy quá các bạn ơi. Hay da. Thôi giờ mình cũng có được ít sắt rồi. Làm được cái áo trước nè. Chắc mình quành xuống dưới mình lấy than lại quá. Chứ bỏ than ổn các bạn. Không biết mấy con kia nó biến mất bớt chưa nữa. Ồ ồ ồ, lại là cái thanh niên runner này nữa. Quại fan, còn cây tôi hả gì? Rồi, ở đây có sắt thêm các bạn ơi. Mình có quá liều không ta? Thôi kệ đi, tầm này sợ gì nữa. Ồ, đâu đâu, than bên đây chứ. Ok, có lại than rồi. Ripper, ripper, hình như bọn hồi nãy á, bọn chúng chạy đi chỗ khác hay là bọn chúng biến mất hay sao rồi các bạn ơi. Ok, ok, quan trọng là lấy được than của mình nè. Ở đây còn có cái hang động Amethyst. Lấy được cái nào? Ồ, ngon. Lấy thêm được ít Amethyst để dành sau này có gì dùng thì dùng các bạn. Ê, nhưng mà nãy giờ. Ồ, hình như mấy con quái vật hồi nãy giờ nó biến mất rồi. Ngon. Được lên trên, nói chung là cảm giác rất là sảng khoái các bạn ơi. Nhưng mà cảm giác này mình nghĩ sẽ không còn lâu đâu. Nãy giờ chắc cũng đứng bóng rồi đó, đúng rồi. Rồi giữa trưa rồi các bạn. Phải tranh thủ thời gian rồi tìm một cái vùng đất an toàn hơn thôi. Ở một nơi quá lâu cũng cực kỳ nguy hiểm nha. Nice. Rồi, ít ra thì bây giờ mình đã có được chết giáp rồi. Mình sẽ bắt đầu thu gom đồ đạc và chúng ta chuồn tới một cái vùng đất nào đó để làm căn cứ. Nãy giờ mình nói mình tìm chỗ làm căn cứ nhưng mà chưa tìm được tới đâu thì đấy, liên tục phải chạy các bạn ơi. Chưa có khoảng thời gian quá lâu để nghỉ ngơi luôn á. Oh, wait. Mình thấy cái chỗ kia có vẻ tiềm năng các bạn ơi. Oh, được cái ta. Giữa hồ, tiêu chí của mình hồi nãy mình nói nè. Trong này thì có rương các thứ cho mình luôn. Ngon. Đồ ăn các thứ luôn nè. Ê, tạm ổn hả các bạn. Nhưng mà vấn đề bây giờ là mình phải nhanh chóng đi thắp đuốc cơ. Lẹ lẹ thắp đuốc ở phía đất liền nè. Để hạn chế cái sự xuất hiện của bọn quái vật ha. Là cơ bản chỗ này sẽ tương đối an toàn các bạn. Phía mặt kia thì nó cách cái bờ sông á, chắc là cũng khó để cho bọn zombie bị nhiễm nấm ký sinh nó tràn vào. À, cũng ổn á. Được được được. Test thử cây rìu coi. Ủa cây rìu này có vẻ chặt khá nhanh nha. Im á. Rồi, với số gỗ này thì mình sẽ đủ để chúng ta làm được bao nhiêu đuốc đây. Chắc cũng kha khá đấy nha. Đây, một stack luôn. Ngon. Đi xuống dưới và thắp đuốc thôi. Mình sẽ thắp dài từ đây qua bên kia ha. Nếu mà còn dư mình sẽ thắp nốt ở phía đầu còn lại nữa luôn. Là tuyệt vời.
đây, ở đây, gãi đều ra các bạn. Đấy. À dư còn không bỏ sót ha. Rồi, hoàng hôn buông xuống rồi. Chuẩn bị cho một cái đêm cực kỳ dài nữa đây. Rồi, chỗ này cắm tương đối như vậy thôi các bạn. Đó, chưa gì mình nghe tiếng nổ của mấy con Reaper vô duyên rồi đó. Thiệt luôn cây nữa thiệt chứ. Rồi, phần còn lại mình sẽ thắp vòng vòng cái chỗ ở mình nha. Thắp ở bên ngoài mà không thắp ở bên trong chỗ ở thì càng nguy hiểm hơn á. Không, chỗ này thì cũng không tốn quá nhiều đuốc đâu. Ok là, ok là. Phần còn lại sẽ là cho phía bên này. Ui, nhưng mà trời khuya không nên quăng bển đâu các bạn. Quăng bển dẫn nó qua đây nguy hiểm hơn á. Ê, ê, chỗ này còn thấy sót nè. Chỗ này chưa được cắm nhiều lắm nè. Thắp lên. Sáng trưng liền, sáng trưng liền. Thôi thôi thôi, đi vô các bạn ơi. Yes. Ui trời 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 ơi, hết hồn. Tự nhiên quả bay ngang vậy. Ê kìa, quả thường là điểm gỡ các bạn ơi. Ơi ơi. Thôi nghe. Không vui, không vui đâu. Thôi thôi thôi. Ui ơi, ở đây có ai vậy? Ôi, một cái xác các bạn ơi. Thôi mình sẽ dọn cái chỗ này đi cho nó clean một xíu. Nữa Reaper nổ. Mình ghét những con Reaper nổ mà. Ây da. Phải để ý những con đó nha. Tại vì đó là những con có khả năng phá hoại nơi ở của mình á. Kìa. Bọn thây ma bắt đầu tìm thấy nơi ở của mình rồi các bạn ơi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Ôi dồi. Đêm nay tiếp tục lại là một đêm dài đối với mình rồi. Và hành trình sống sót ở trong đại dịch nấm ký sinh sẽ còn nhiều chông gai. Thế nên là chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nha các bạn. Mình sẽ tìm cách để có được một cái căn cứ nó an toàn hơn và kiên cố hơn, để chống lại cái bọn quái vật bị nhiễm nấm ký sinh lúc nào cũng muốn ăn thịt mình ha. Hy vọng là mình sẽ làm được. Và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày đầu tiên Ở trong thế giới đại dịch nấm ký sinh. Hy vọng là chúng ta sẽ dễ dàng thở hơn ở trong những ngày kế tiếp. Còn bây giờ thì mình phải sửa lại chỗ này đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.